Mình là Thành Thực, nhóm trưởng của A5 Band, một nhóm chuyên về dòng symphonic metal. Chủ đề của tất cả các bài hát của chúng mình về lịch sử Việt Nam, xoay quanh quyển lịch sử lâu đời nhất của Việt Nam là Đại Việt Sử Ký. Truyền cảm hứng cho mình viết nhạc là nhà sử thần Ngô Chí Liên đã soạn ra quyển Đại Việt Sử Ký, và tất cả các cái chất xúc tích của những cái bài nhạc của mình đều nằm trong cái cuốn sách đó mà ra. Quan điểm cá nhân tôi thôi nhé, tức là các bạn đã ghi vào trong lịch sử rock một thể loại mới, có nghĩa là vừa là heavy metal, vừa có thêm một cách hát hơi operatic, nhưng mà lại là có dân gian trong đó, mà lại có tính chất sử thi, mà lại là Việt Nam. Anh Nam Ben đi tới thống nhất là chọn Cô Tiên năm 2000. Vương. Quyền thần tâm khang, bất chấp thần tâm khang, dùng mưu đồ chiếm ngôi đạo, quên lời tiên vương sau phố. Tôi chưa thấy ai chơi giỏi như các bạn. Chờ người đời ai về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đời. Vừa rồi là ca khúc Chờ Người Nơi Ấy, và tôi nói luôn, đêm chung kết đang chờ các bạn. Mưa rơi làm em nhớ anh nhiều thêm, ngày xưa còn anh đang chờ một mình em giữa cơn mê. Mình ngày em ngoài đây, tạm quên bao nhiêu tiếng cười. Các bạn có một phần trình diễn rất là đậm đặc, Anna. Cỡ nào thì các bạn cũng vẫn ra màu của mình, và đấy mới là cái thứ mà tôi thích các bạn cơ. Xin chúc mừng các bạn, hôm nay đã có một phần biểu diễn rất là hay. Tổng số điểm của các bạn 135,6 điểm. Xin chúc mừng. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, kiếm thế chẳng gì cả. Nào ta cứu các Việt Nam, còn trong dòng biển. Hay các bạn đã trở lại một cách ngoạn mục, các bạn đã làm cho tôi đổ gục rồi, rất thán phục các bạn. Trong âm nhạc á, không phải là quan trọng ai tay nghề giỏi đứng trên đó, quan trọng là các bạn có truyền cảm hứng được cho mọi người xung ở đây không, và chính các bạn đã làm được điều đó. Đó là thành công của An Nam, chúc mừng các bạn. Và kết quả An Nam mời các bạn vào đêm chung kết. Và bài hát cuối cùng của cái dòng final này, huấn luyện viên chọn cho chúng tôi một cái bài cũng mang chất sử thi là Hòn Giọng Phu. Mình muốn được nói lời cảm ơn và lời cảm kích đối với tất cả các thành viên trong An Nam đã tin tưởng và phó mặc số mệnh của mình cho Phương Nguyên, giúp các bạn đến gần với khán giả hơn. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để mọi người cảm nhận cái bài Hòn Giọng Phu này theo một cái hướng mới, theo cái dòng symphonic metal. Chúng tôi làm An Nam Band.